Cái khổ của Dương Cẩm Linh xuất phát từ lý do gì? Lý do thứ nhất, nhân tướng và khí chất của Dương Cẩm Linh rất khổ tâm. Điều đó nói rõ nhất qua đôi mắt, khuôn miệng và giọng nói. Đôi mắt nhìn sắc sảo nhưng giống như là có giọt nước mắt long đỏ bên trong. Khuôn miệng này thường hay khắc khẩu hay là hay xung đột với người phối ngẫu. Thường sự chia tay phần lớn là do cả hai có những bất nhất khó hòa giải. Còn giọng nói có lực âm nhiều, chất chứa tâm sự, có cái gì đó tủi thân qua giọng nói. Chắc có lẽ là sự lận đận của một hồng nhan cũng là do phần nào số mệnh. Lý do thứ hai, Linh nhìn có khuôn mặt thực tế, có tư duy, nhưng là dễ tin người, đặc biệt là những người nói chuyện hơi ngọt, biết làm cho phụ nữ vui lòng. Dù sống trong sung sướng hay khó khăn, Linh luôn cảm thấy có điều gì đó không hài lòng với cuộc sống của mình. Và có lẽ là con đường trong trũi trong tâm tư đó đã dẫn lối đến những ngã rẽ tưởng sáng suốt mà quá dại khờ. Lý do thứ ba, những gánh nặng chồng chất phải đảm đương kinh tế một mình để chăm lo cho gia đình, trong khi thiếu đi một tư duy và tinh thần san sẻ của người đàn ông, khiến cho người đàn bà dễ lấn sâu vào những sai lầm chưa được tính toán thấu suốt. Bởi vì trong hoàn cảnh khó khăn nhất, con người ta dễ lầm lẫn giữa cái phao và cạm bẫy, nên khi nhận ra cũng thường quá muộn. Lối thoát quan trọng hiện giờ dành cho Linh là không nên nhìn vào cái phao, vì có thể sẽ lại lẫn lộn với cái khác mà không biết bởi đang trong tâm trạng rối ren. Linh hãy tập trung vào sự nỗ lực và minh bạch của mình, thì sẽ dần dần thu hút được sự giúp sức của những người thật sự có tâm, không câu nể báo đáp hay ra điều kiện với cô.